Tập 21. Ba, chúng ta đã giao hẹn rồi mà. Làm xong nhiệm vụ con sẽ đi ngay. Không thể đợi nhiệm vụ hoàn thành nữa rồi. Đi ngay đi. Tại sao? Có người biết thân phận thật của Cảnh Tu rồi. Ai? Con không cần phải hỏi là ai nữa. Hồng Lăng, ba biết thủ đoạn xử trí của quân thống các con. Ba không muốn làm lớn chuyện này thêm nữa. Ba à, ba đã biết được thủ đoạn của quân thống thì cũng phải biết vô cớ từ bỏ nhiệm vụ là sẽ bị xử trí. Ba cho con thêm 3 ngày. 3 ngày sau hoàn thành nhiệm vụ, con nhất định sẽ đi. Được thì 3 ngày. Con đi nghỉ đi. Tống tiên sinh, là tôi đây. Cô còn muốn làm gì? Tống tiên sinh, tôi bảo ngài này, thời buổi này loạn thật đấy. Lúc nãy tôi đi ra ngoài, không cẩn thận bị cướp. Vàng cũng mất rồi, ngài xem. Đừng lải nhải nữa. Thế thì 9 giờ sáng mai đến quán cà phê Kasusa, tôi đợi ngài. Tôi cho cô biết đây là lần cuối cùng. Cục trưởng, anh lại cả đêm không ngủ à? Tôi đang nghĩ Kim Vũ Hiên rốt cuộc có thể trốn ở đâu. Phải rồi, cô đến sớm vậy có việc gì? Bệnh viện gọi điện đến, bệnh tình của hiệu trưởng Tần bị ác hóa. Bệnh tình ác hóa. Tống tiên sinh, ngài yên tâm, đây chắc chắn là lần cuối cùng. Vụ này đến đây kết thúc. Được. Tiểu thư, làm gì cũng phải biết chừa lại đường. Tống mổ tôi từ một người ở Cáp Nhĩ Tân này cũng vẫn là việc dễ dàng. Tống tiên sinh, ngài đi thông thả. Xe kéo. Hoành Thánh đây, nóng hổi đây. Hoành Thánh,
tôi với. Có ai không? Cảnh sát, có người định giết tôi. Ở kia, ở đằng kia. Ở đằng kia, im đi. Cô bình tĩnh đi. Trong trường cô ta. Thật mà, ban ngày ban mặt cô mơ đấy à, làm gì có người. Hắn cứ đi theo tôi suốt mà. Hắn muốn giết tôi. Giết cô để làm gì? Một chốc một lát tôi không giải thích rõ được đâu. Tôi muốn gặp cục trưởng Trình của các anh. Tôi phải gặp cục trưởng Trình. Cục trưởng bận lắm, có chuyện gì thì nói với tôi. Tôi có tình báo quan trọng phải báo cáo lại. Cô còn có tình báo quan trọng. Cô, đội trưởng Thạch à, chuyện này thì chỉ tôi có thể nói với anh ấy mà thôi. Anh đưa cho tôi gặp cục trưởng Trình đi. Cô lừa tôi đấy chứ, tôi dám sao? Được, được, đi thôi, đưa cô ấy về dân. Cô đừng có kéo tôi. Cô buông tay, cô kéo tôi làm gì? Cục trưởng Trình. Cục trưởng Trình. Cục trưởng Trình. Cục trưởng. Cục trưởng Trình, anh cứu tôi với, anh giúp tôi đi. Có người truy sát tôi, cục trưởng Trình ạ. Anh cứu tôi đi. Ai? Là đại cô gia của Tống gia Dương Cảnh Tu. Anh ta là đặc vụ quốc dân đảng. Cục trưởng Trình. Cục trưởng Trình, anh cứu tôi đi. Tống hội trưởng, tôi Trình Tường đây. Là thế này, hôm nay ở chỗ chúng tôi có một người phụ nữ đến báo với cảnh sát. Người phụ nữ này tên là Chu Nhã Lộ. Cô ấy bảo chúng tôi hôm nay uống cà phê với ông ở quán Kasusa xong đã bị người ta cướp. Tôi muốn tìm hiểu xem có chuyện này không. Không có chuyện đó. Thế ông không quen Chu Nhã Lộ phải không? Tôi không quen người nào tên là Chu Nhã Lộ hết. Được rồi, quấy rầy rồi, tôi xin lỗi. Lời cung của Chu Nhã Lộ và lời phủ nhận thẳng thừng của Tống Bắc Dương khiến cho rất nhiều nghi hoặc tồn tại trong tâm Trình Tường bấy lâu nay có được lời giải đáp. Anh tin Dương Cảnh Tu là đặc vụ quốc dân đảng, nhưng trước mắt vẫn không có chứng cứ gì. Trước khi điều tra rõ ràng triệt để, anh vẫn không thể điều lĩnh triển khai hành động. Một nghi hoặc nữa trong tâm anh là Tống Hồng Lăng liệu có phải cũng là đặc vụ quốc dân đảng? Alo. Alo, Hỷ Tử, tôi đây. Là thế này, bây giờ cậu đưa Chu Nhã Lộ về quê ngay. Chuyện này thì không được để cho bất cứ ai biết. Dân. Alo, Hồng Lăng, bên cạnh em có ai không? Không. Thân phận của anh bị bại lộ rồi. Người lừa đảo lão gia chính là kỹ nữ Chu Nhã Lộ bán tình báo cho anh lần trước. Bây giờ cô ta đang ở cục công an. Chu Nhã Lộ tại sao lại biết thân phận của anh? Không biết. Bọn anh chưa để lộ sơ hở gì. Có cần anh bố trí tuyến đường rút lui không? Bây giờ ba em sao rồi? Tình hình của lão gia không ổn lắm. Anh không dám nói nhiều với ông ấy. Được, anh ở nhà đợi em.
Người phụ nữ này tên là Chu Nhã Lộ. Cô ấy bảo chúng tôi hôm nay uống cà phê với ông ở quán cà phê Kasusa xong đã bị người ta cướp. Tôi muốn tìm hiểu xem có chuyện này không. Ba, con có chuyện muốn nói với ba. Bây giờ ba phải ra ngoài. Ba, hôm nay ba nhất định phải nói thật với con. Chu Nhã Lộ rốt cuộc đã nói gì với ba? Tống Hồng Lan biết những gì Chu Nhã Lộ nói với Trình Tường chỉ là mắt thấy tai nghe, không hề có chứng cứ xác thực. Với tính cách của Trình Tường, chắc chắn anh sẽ không thi hành biện pháp cưỡng chế gì với Dương Cảnh Tu vào lúc này. Nhưng chuyện này rất có thể sẽ khiến cho Trình Tường nghi ngờ thân phận của cô. Trình Tường cũng đang không ngừng suy nghĩ, nếu Dương Cảnh Tu mà là đặc vụ thì liệu có phải Tống Hồng Lăng cũng vậy chăng? Liệu cô ấy thâm tàng bất lộ, hay là vì quan hệ vợ chồng với Dương Cảnh Tu mà có nỗi khổ khó nói ra? Tần Tử Cốc tiên sinh đã đi hết cuộc đời, bình an trung thành của ngài ấy trở về với Thượng Đế, trở về với người dẫn đường của chúng ta. Nguyện thánh ân của Chúa mãi mãi chiếu sáng cho ngài ấy, nghênh đón lễ tẩy trần của Thánh Quang. Amen. Mời phu nhân. Sự ra đi của Tử Cấp bình thản hơn nhiều, điều là nhờ có sự đưa tiễn của mọi người. Các bạn ở đây đều là những người bạn, những người anh chị em được ngưỡng mộ, được thương yêu nhất của Tử Cốc lúc còn sống. Hôm nay tôi ở đây thay Tử Cốc cảm ơn mọi người lần cuối cùng. Trước khi Tử Cốc mất có dặn dò tôi phải mời cục trưởng Trình Tường và hội trưởng Tống Hồng Lăng phát biểu tại tang lễ của ông ấy. Ông ấy cũng muốn giao tâm nguyện cả đời mà ông ấy chưa hoàn thành được cho hai người. Chào mọi người, tôi là Trình Tường, cả đời thầy, là người dạy học, thẳng thắn, quang minh chính đại. Trong thời kỳ áp bức phong kiến thống trị, chưa từng cúi đầu với quan. Khi ở trong tù giam của người Nhật Bản, cũng không mở lời thỏa hiệp. Trong thời kỳ chiến tranh Đảng Quốc Dân, thầy chưa từng từ bỏ bục giảng để có sự an nhàn. Tôi nghĩ thầy mãi mãi là thầy giáo của tôi. Đợi sau khi chiến tranh kết thúc, đất nước giàu mạnh, tôi sẽ lại cùng với mọi người cùng nhau an ủi người thầy thân thương của tôi. Cảm ơn mọi người. Thầy Tần là người thầy dạy tôi. Thầy đã đem đến cho tôi thế giới tri thức mà thầy đã tích lũy được. Điều quan trọng hơn là thầy đã cho tôi một đôi mắt có thể phân biệt thật giả. Qua đôi mắt này, tôi nhìn thấy sự tàn phá núi sông của các căn cứ quân địch, nhìn thấy sự lăng nhục của ngoại tộc Mãn Châu,
nhìn thấy cảnh dân chúng lầm than trong cảnh thái bình. Chính vì ảnh hưởng của thầy Tần đã đưa tôi đến con đường làm nghề y. Nhưng cứu một mạng người đã khó, muốn trị an Trung Quốc thì khó càng thêm khó. Tôi nguyện cùng các đồng nghiệp trong giới thương nhân đồng tâm hiệp lực, cố gắng để xây dựng một Trung Quốc giàu mạnh. Xin mượn những lời vừa rồi của Cục trưởng Trình: đợi đến ngày nước ta phồn vinh ổn định, chúng ta sẽ lại cùng nhau an ủi linh hồn thầy ở trên trời. Trình Tường tin rằng những lời Tống Hồng Lan vừa nói trước mặt mọi người đều thể hiện những tình cảm thật lòng trong thâm tâm cô ấy. Anh ấy nghĩ, cho dù Tống Hồng Lan cũng là đặc vụ, Đảng Quốc Dân là kẻ thù của mình, đó cũng là kẻ thù phải chống lại. Tôi là Tống Hồng Lăng. Tống tiểu thư, mấy ngày nay Đảng Cộng sản bức ép căng thẳng, chúng ta hãy giao dịch vào ngày kia đi. Đã biết tình thế căng thẳng như vậy, có nên lại kéo dài hay không? Tống tiểu thư, làm với tôi thì không cần đặt mấy cái bẫy làm gì đâu. Tôi sẽ giao dịch theo lịch đã xếp, trừ phi mấy người vẫn chưa chuẩn bị xong tiền giao dịch với tôi. Cho chúng tôi thêm một chút thời gian nữa. Vậy tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi. Được dịp, tôi có thể trả lại mối ân tình cho Cục trưởng Trình. Khoan đã, cứ theo thời gian của anh, chúng ta tiến hành giao dịch. Chắc chắn, chắc chắn. Được, tôi sẽ gọi lại cho cô để thông báo địa điểm giao dịch sau. Hồng Lăng, cô nói ngày kia, nhưng tiền thì phải xử lý sao? Tổng bộ vẫn lần lựa mãi chưa chuyển, cũng không thể đi tìm lão gia để xin tiền được. Anh đi chuẩn bị cho việc giao dịch đi. Hồng Lăng à, đừng nói nữa. Ba, con đồng ý đi Mỹ. Sao con lại đổi ý? Con có một điều kiện. Chỉ cần con đồng ý rời khỏi nơi đây, cho dù là điều kiện gì, ba cũng đồng ý với con. Con muốn 360 cây vàng. Ba trăm sáu mươi cây vàng, con cần nhiều tiền vậy để làm gì? À, được rồi, được rồi, con không cần phải nói. Chỉ cần con an toàn, cho dù Tống gia có khuynh gia bại sản, ba cũng đồng ý với con. Ba, hai ngày sau con sẽ rời khỏi Cáp Nhĩ Tân, rời khỏi Trung Quốc. Được. Nhưng Hồng Lăng, con phải ghi nhớ, Tống gia chúng ta chỉ có tiền không cho người. Con không được tham gia bất kỳ hoạt động nào nữa. Chuyện gì cứ để cho Cảnh Tu làm. Ba, đừng nói nữa. Lần này con đi Mỹ, ba con ta phải thời gian rất lâu sau mới có thể gặp nhau. Mấy ngày này cứ ở nhà đi. Ta bảo chú Dương sắp xếp lịch trình cho con. Ba, trước khi ra khỏi Đảng Quốc Dân, con phải hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này. Con không muốn là một kẻ bất trung bất nghĩa. Hồng Lăng, không phải nói nữa. Lần này ba sẽ đích thân tiễn con đi.
Hồng Lăng à, hãy nói cho ba biết, những tin đồn giữa con và Trình Tường có phải thật không? Bọn con là người yêu của nhau hồi ở Moscow. Giờ thì không. Vậy con còn yêu nó không? Lúc về nước có viết thư cho anh, nhưng anh không trả lời. Lúc nào? Sau khi về nước mới biết. Lúc đó Diên An đang vận động biểu tình. Có thể thư của tôi lúc đó bị giữ lại để kiểm tra. Em tưởng anh đã chết. Trong lòng em vẫn có anh. Nếu như hôn nhân của em không hạnh phúc, anh sẽ làm thế nào? Mấy năm nay anh không nghĩ đến việc kết hôn sao? Là một người lính đánh trận, không biết khi nào sẽ chết. Nghĩ nhiều thế làm gì? Nếu không lại mắc nợ thêm. Đây là lúc phải đối mặt với Tống Hồng Lăng, đối mặt thẳng thắn nói chuyện một lần. Alo, anh tìm ai ạ? Xin đợi chút. Đại tiểu thư, điện thoại của cô. Tôi là Tống Hồng Lăng. Tôi là Trình Tường. Muộn thế này rồi, có chuyện gì vậy? Tôi muốn hẹn gặp em vào ngày mai. Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại sao? Tôi nghĩ chuyện này gặp nhau rồi nói thì sẽ tiện hơn. Tống Hồng Lăng hiểu. Trình Tường cuối cùng cũng lật bài rồi. Cô ấy không muốn đối diện, bởi vì cô ấy không có cách nào để thừa nhận sự việc này. Nhưng cô ấy không thể trốn tránh nữa. Trình Tường hiển nhiên đã nghi ngờ thân phận của cô và Dương Cảnh Tu. Một khi từ chối gặp mặt sẽ khiến cho Trình Tường cảnh giác. Mỗi nỗ lực và hy sinh mà cô và các đồng nghiệp đã bỏ ra trước đó sẽ có thể thành công cốc. Được. Gặp ở đâu? Quán cà phê Katusa. Em thấy sao? Ngày mai tôi sẽ đến thú tội ở giáo đường phố Sĩ Khóa. Gặp ở đấy đi. 2 giờ chiều. Được rồi. Vậy ngày mai chúng ta gặp. Đồng chí Tôn Nghị dốc sức chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc. Tống Hồng Lăng, Dương Cảnh Tu,
và các đồng chí tổ Tân Giang bái tế anh linh. Một người là phó tổng tư lệnh của Liên quân Đông Bắc Dân Chủ, một người là cục trưởng cục công an Cáp Nhĩ Tân. Giết hai người này chắc chắn là cú đánh mạnh đối với đảng Cộng sản. Nhưng chúng ta không có lựa chọn. Hơi lơ là một chút chính là bờ vực. Các vị yên tâm, thật sự đến giây phút cuối cùng, Tống Hồng Lăng này nhất định sẽ hy sinh vì nghĩa lớn đầu tiên. Tôi đã sắp xếp xong xuôi rồi. Kim Vũ Hiên đã thay đổi ngày giao dịch, đổi sang ngày mai. Ngày mai? Vì sao? Anh ta không giải thích. Hắn không xảy ra chuyện gì chứ? Người của đảng Cộng sản liên tục tìm anh ta. Chắc là anh ta cũng sợ đêm dài lắm mộng. Ngày mai càng tốt. Chúng ta cũng sợ đêm dài lắm mộng. Tối mai chúng ta phải rời khỏi đây rồi. Đúng vậy. Sắp kết thúc rồi. Ừ. Cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Hồng Lăng, tôi vui. Tôi thật sự rất vui. Thật sự nghĩ kỹ rời khỏi Quốc Dân Đảng rồi. Đương nhiên. Chuyện đã nhận lời. Cô rời khỏi Quốc Dân Đảng là ông chủ đới xin thời phê chuẩn. Trước đây tổng bộ tuyên bố rồi, nhiệm vụ này cô có thể đến có thể không, kết quả cô vẫn đến. Tôi chưa từng hối hận. Đại tiểu thư, ngủ chưa? Chú Vương. Đại tiểu thư, lão gia bảo tôi đem hóa đơn đất đai của Tống gia ở quê cho cô xem qua. Sao ba tôi lại đưa cái này cho tôi? Tôi chưa từng nói chuyện gia sản với ông ấy. Tôi đoán lão gia là sợ cô lần này đi sẽ không bao giờ. Ông ấy muốn để trong lòng cô có tính toán. Đại tiểu thư, cô muốn đi thật à? Đều là người một nhà. Cô và lão gia có chuyện gì từ từ nói. Cô mà đi thì trong nhà này. Thank you.
Coi như tôi nợ một ân tình. Hai chúng ta còn cần khách sáo thế à? Đúng vậy, hai chúng ta không nên khách sáo như thế. Tôi hy vọng anh đi. Vì sao? Tôi hơi sợ. Anh có lý do gì bắt buộc phải ở lại không? Hay là có nhiệm vụ quan trọng gì? Tôi nghĩ dân chúng Cáp Nhĩ Tân cần phải bảo vệ. Với lại trật tự thành phố không thể loạn. Tôi nghĩ đây chính là lý do rất hợp lý. Đúng vậy, đây là lý do rất hợp lý. Giống như những bệnh nhân trong bệnh viện, tôi cũng không thể bỏ mặc họ không lo. Thế nên tôi cũng sẽ kiên trì đến giờ phút cuối cùng. Cô nói xem, nếu ba cô biết tôi là con rể giả, liệu ông ấy có băm tôi ra 8 mảnh không? Ba tôi ngày mai sẽ trông chừng tôi rất chặt, sẽ không cho tôi đi ra khỏi nhà. Nhiệm vụ ngày mai chỉ có thể để cho anh đi một mình thôi. Yên tâm đi, giao dịch xong tôi sẽ về đón cô. Đợi tôi về đến Thượng Hải, tôi cũng rút khỏi Quốc Dân Đảng. Anh à, sao lại có thể? Quốc Dân Đảng sẽ không dễ dàng thả anh đi đâu. Cho dù họ sẽ thực hiện gia pháp, tôi cũng phải rút. Anh không muốn sống nữa à? Với lại, cho dù anh rút, anh làm gì? Buôn bán đồ cổ thật à? Làm bừa cái gì đó, bán bánh bao cũng được. Tại sao anh chưa nhắc đến chuyện này bao giờ? Bởi vì có một chuyện tôi nhất định phải làm. Là chuyện gì? Lấy cô. Dọa cô sợ kìa. Tắt cả điện luôn. Không đến mức ấy chứ. Đừng để bụng. Tôi chỉ nói thế thôi. Cho dù cô thực sự không đồng ý, tôi cũng sẽ không làm gì cô. Tối nay anh lên giường ngủ đi. Đợi đến khi tôi lấy cô. Ngủ đi. Vàng đều ở đây rồi. Đếm đi. Không cần đâu ạ. Ba nói có uy tín. 360 thỏi. Không thiếu một thỏi nào. Tôi đếm. Ba, thật sự không cần đâu. Nếu đã như vậy, con có nhiệm vụ. Đi đi. Ba,
Tất cả đây đều là vì lợi ích của quốc gia. Được rồi, được rồi. Đi đi. Không cần nói nhiều nữa. Hồng Lăng, con đi tiễn anh ấy. Dương trưởng quan, hành động lần này của chúng ta là tình báo mua bằng vàng thật. Kim Vũ Hiên không có lý do gì làm khó với tiền, chắc là không có vấn đề gì chứ, đúng vậy. Đợi nhiệm vụ lần này của chúng ta kết thúc, phía Nam Kinh nhất định sẽ thưởng. Đến lúc ấy nếu anh và Tống trưởng quan thăng chức, đừng quên đám anh em của chúng tôi đấy, yên tâm đi. Lúc nào hoàn thành nhiệm vụ thì chúng tôi sẽ đề nghị phía Nam Kinh thưởng cho các cậu. Cảm ơn Dương trưởng quan thấu hiểu. Nhiệm vụ lần này chủ yếu là Tống trưởng quan chỉ huy tốt, người các cậu phải cảm ơn là Tống trưởng quan. Dần dần.
就在某一天，你忽然出现，你清澈又神秘，在贝加尔湖畔。像贝加尔。